Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, gió đông bắc mạnh liên tiếp dồn xuống làm cho các tỉnh miền Bắc ngày hôm nay rét sâu hơn khi mà nền nhiệt độ giảm xuống khá thấp. Hiện nay thì toàn khu vực miền Bắc và một số tỉnh miền Trung đang được bao trùm bởi không khí lạnh. Suốt từ sáng sớm nền nhiệt độ đã giảm thấp và càng về chiều thì độ rét càng sâu hơn. Tại miền Bắc, mưa chỉ diễn ra vài nơi với lượng nhỏ, nhưng các tỉnh miền Trung có nơi còn đạt lượng mưa vừa đến mưa to. Những địa phương nằm sâu trong lục địa như Hà Nội và các tỉnh phía nam của đồng bằng Bắc Bộ, cái rét đến muộn hơn, nhưng đỉnh điểm của đợt rét cũng rơi vào ngày hôm nay và ngày mai. Như vậy là đợt rét đậm sẽ diễn ra đúng vào dịp Noel. Tại các tỉnh miền Nam, thời tiết vẫn phổ biến là ít mưa và nền nhiệt giảm nhẹ. Không khí lạnh không chỉ gây mưa rét trên đất liền mà còn gây thời tiết xấu cho hầu khắp các vùng biển trên cả nước. Ở khu vực vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển ngoài khơi khu vực Trung Bộ cũng như là khu vực giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Dự báo trong ngày hôm nay và ngày mai thì các tỉnh miền Bắc và miền Trung vẫn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh. Từ ngày mai ngày 25 tháng 12, áp cao lạnh suy yếu và di chuyển sang phía Đông. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên với hoạt động của trường gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, khối khí lạnh tăng cường mạnh đã làm cho nền nhiệt ở hầu khắp các tỉnh khu vực miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội giảm sâu. Khối khí lạnh bao trùm toàn khu vực, không khí lạnh dồn xuống nhiều hơn, trời nhiều mây và mưa nên độ rét sâu hơn, vùng núi xuất hiện rét đậm, rét hại. Đối với khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay, trời cũng đã chuyển lạnh trên diện rộng, nhiệt độ tại vùng nội thành hạ xuống mức là từ 14 đến 18 độ, với độ ẩm trong không khí ở mức 75%. Khu vực ngoại thành vùng núi trời còn rét sâu hơn, với nhiệt độ thấp nhất có thể xuống mức 12 độ, nên ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của người dân trong khu vực. Cường độ mạnh cùng với những đợt gió đông bắc liên tiếp thổi xuống kèm theo mưa nhỏ nên đến đêm ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và thành phố Cảng Hải Phòng khiến trời rét buốt, nhiệt độ thấp nhất về đêm ở mức là 11 cho đến 12 độ, cao nhất vào giữa trưa trong khoảng 17 đến 18 độ với độ ẩm trong không khí 80%, trời rét buốt. Cảm giác rét sâu cùng với gió đông bắc thổi mạnh từng cơn khiến các hoạt động sinh hoạt không mấy thuận lợi. Hàng loạt tỉnh miền núi dọc biên giới phía Bắc nhiệt độ giảm mạnh như là tại Lạng Sơn sẽ chỉ còn khoảng 9 độ, Quảng Ninh là 10 độ, Hà Giang 15 độ. Với mức rét lạnh này thì các tuyến giao thông từ thành phố Hải Phòng đến các tỉnh lân cận sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ gây mưa và mưa nhỏ rải rác ở phía Đông Bắc Bộ. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến khu vực Thừa Thiên Huế đã có mưa, có nơi mưa vừa. Dự báo ngày hôm nay thì không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực các tỉnh Trung Trung Bộ, bao gồm các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Trời giá lạnh do trời còn có mưa, vùng mưa cùng với không khí lạnh và gió đông bắc mạnh dự báo còn có thể tác động đến một số nơi từ khu vực Nam Trung Bộ như là tại Bình Định và Phú Yên, nhưng mức độ ảnh hưởng ít hơn so với các tỉnh miền Bắc. Do cường độ mạnh, không khí lạnh xâm lấn cả một số tỉnh, thành phố ở Trung Trung Bộ như là tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và dịp lễ Noel. Do không khí lạnh mang hơi ẩm từ biển vào, miền Trung sẽ có mưa, một số nơi có mưa lớn. Tại thành phố Đà Nẵng thì nhiệt độ cũng có dấu hiệu giảm, trời lạnh và mây bao phủ. Nhiệt độ trong ngày giữ ở mức 24 đến 28 độ với độ ẩm từ 70 đến 75%, thời tiết dễ chịu. Còn tại các tỉnh Nam Bộ ngày hôm nay thì mây đối lưu cũng phát triển nhiều hơn, gây mưa rào và dông rải rác, khiến nhiệt độ giảm nhẹ, không còn nắng nóng như những ngày vừa qua. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì mây dông cũng phát triển hơn và có khả năng mưa xuất hiện ở khu vực phía đông nam thành phố như là vùng ven biển huyện Cần Giờ. Tuy nhiên theo đánh giá, diện mưa này không lớn và không kéo dài. Ngày thứ hai đầu tuần tại khu vực trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ trong ngày dao động từ 24 đến 34 độ với độ ẩm trong không khí ở mức 45%, trời se lạnh về đêm và sáng. Sáng tới ngày hôm nay thì trên toàn khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng như là thành phố Cần Thơ chịu ảnh hưởng của dải thấp xích đạo nên trời rất nhiều mây, có mưa xuất hiện. Vùng mưa nhiều tập trung ở các tỉnh ven biển. Tại trung tâm của thành phố Cần Thơ, nhiệt độ ở mức 25 đến 33 độ với độ ẩm trong không khí ở mức 55%. Thời gian mưa trong ngày xuất hiện vào thời điểm chiều và cũng chỉ là đợt mưa nhẹ không kéo dài nên không mấy ảnh hưởng tới các hoạt động dân sinh trong khu vực. Đồng thời do chịu ảnh hưởng tương tác của không khí lạnh phía Bắc, nhiệt độ về đêm sẽ giảm nhẹ, trời có cảm giác se lạnh về đêm và sáng sớm. Dự báo trạng thái thời tiết có mưa còn có khả năng xuất hiện trong khoảng 1 đến 2 ngày tới. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời tiết đô thị sáng nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.